Ok, nay đang ở bên quần 6 nhá. Lắp một con bơm test xung này. 200W. Hút từ đồng hồ trực tiếp nhá. Nhà này là không xài bốn nha. Đồng hồ nước này. Đi vô đi lên nóng này. Rồi đi lên luôn thiết bị nước này. Hiện tại thì nước ra như vậy nha. Giờ này đi ra như vậy buổi chiều cao điểm á là nó không có chạy được luôn. Buổi chiều 4 5 giờ là người ta không chạy được. Tại vì ở đây làm quán ăn á cho nên bắt buộc nước phải mình. Đường cấp vô rồi cấp vô xài trực tiếp trong nhà luôn, vô thẳng xài trong nhà luôn. Nhà cấp 4 không có lầu, không có xài bột nước. Giờ yêu cầu mình sẽ gắn một cái bơm ở đây, nó sẽ vừa hút vào đầy vào nhà nó mở thì nó chạy mà khóa lại nó tắt. Như là tủ lạnh đang chịu quá, phủ tay đã. Bỏ đâu có nước lại. Con chạy quá. Rồi rồi. Không, cái dòng này dòng điện tử thôi, chứ cái điện phải biến tần mới được. Biến tần thì nó chạy theo kiểu là một vò nó chạy chậm, hai vò chạy nhanh lên. Nhưng cái này nó không tốn nhiều đâu, ví dụ anh mà xài nhiều một tháng nó cũng 80 hoặc 100 ngàn rồi. Nếu mà xài thường xuyên luôn có 120 rồi, chứ không đến nổi mấy trăm ngàn đâu phải không? Đồ ra. Ừ. Được không? Được không? Vậy thì hai đâu lấy luôn, ừ, đẹp. Ra đây xuống đấy. Cái con Panasonic là mấy cơ mà tới 4 triệu mấy. Panasonic gì mà 4 triệu mấy ta? Thấy hả? Mấy cái quán ở trên nó hay gắn mấy con đó. Gì đâu, nó chịu cọc 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 cọc. Không, Panasonic thì nó mà lớn nhất nó cũng là 2.8 triệu thôi. Là bơm áp nhưng mà nó kêu. Nó kêu cật 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 cật. Con đó hàng sớm bị hoài. Đúng rồi, ồn lắm đó. Đa số là người ta chuyển qua xài cái dòng điện tử mà nó êm. Mà nó hay nữa, ví dụ như mà mất nước cấp vào á, nó còn tắt bơm luôn, có là từ nó chạy lại luôn. Còn nó kéo nước về cho nhà mình nữa, các mình. Ví dụ anh bấm 1 giờ thì nó chạy liên tục trong vòng 1 giờ nó sẽ tắt luôn. Cái khóa nó cũng tắt luôn, hiểu không? Khi mà bấm qua thì mình bấm lên rồi bấm reset cho nó về là tìm. Cái này còn cái này thì thông thường này thì không phải tăng áp giảm áp nha. Nó áp ví dụ con này công suất 200 thì nó chỉ 200 thôi. Cái này như kiểu là ví dụ cái relay ba tôi biết là con relay đúng không? Mà hay cài tắt thì mình sẽ lấy con tay mình chỉnh cái này công suất đúng không? Thì thay vì cái nào chỉnh bằng kéo thì mình chỉnh bằng cái bấm này. Đó, chứ không phải là tăng áp giảm áp được. Đang có xài là tính lúc nào thì phải xài thôi. Thì các chị alo tụi em. Đường hút vào ở dưới, đường ra ở trên, hoặc là ra ở bên này. Ra hai đường, muốn ra bên nào ra một đường. Nhưng mà không ra hai đường một lúc được nhá. Ra hai đường một lúc nó sẽ bị mất áp ấy. Trời ơi. Ngay trên mà. Ở đâu đây?
tất cả các thiết bị trong nhà, ngay từ đầu luôn, đi vô nhà hết. Đúng rồi, được nha. Này là chưa có điền nhá. Có điền nó phải chạy đi. À, đúng rồi, được nha. Lấy điền rồi, cắm đây. Cắm điền vô nhá. Rồi, có điền, nó bơm lên. Máy đang chạy nha. Chờ xíu cho nó ngắt kìa. Em dùng em ngắt em ru và ngắt đâu nó kêu không rồi đó, nó ngắt nó không nghe gì luôn. Có vòi nào nữa không, để thử không? Được xả xả cho nó ra bọt. Ok, cái vòi sen, cái vòi đó. Ừ, thử sen nữa được không? À, sen nữa. Ok, giờ mà không có nước ấy, có gì nó cũng kéo về cho nhà mình như vậy đó. Trong đó có tao đấy nữa hả? Rồi như này thôi. Đưa mình chạy em.